Xin chào các bạn. Trong cùng video hôm nay tôi sẽ nói về nguồn xung bất dùng hệ điều khiển dòng. Nguồn vào của chúng ta là 300V điện một chiều và nguồn ra sẽ là 50V và cái dòng tải sẽ là 10A. Và cũng như các bạn đã biết, có một vài cái công thức căn bản thì chúng ta có thể phỏng định được cái chu kỳ hoạt động của nó chính là cái điện áp tải của chúng ta và chia cho điện áp nguồn. Trong trường hợp này chúng ta sẽ ra là 50V chia cho 300V. Như vậy thì cái chu kỳ hoạt động của chúng ta là 0,17. Ngoài ra thì cái tần số xung của chúng ta ở đây thì tôi sẽ thiết kế nó là khoảng 27.000 Hz. Thì dưới đây là cái sơ đồ tương đối rất là chi tiết mà các bạn có thể thiết kế được dựa trên các sơ đồ này. Và bên tay trái của chúng ta sẽ là cái nguồn vào khoảng 300V. Kế đến là chúng ta sẽ có một cái con tụ điện lọc khoảng 4.500 microfarad. Và kế đến là một cái bộ nguồn xung. Bộ nguồn xung của chúng ta thì cũng giống như trong những bộ nguồn xung hạ áp khác, là chúng ta sẽ có một con FET, dưới đến là chúng ta sẽ có một con diode, và ngoài ra là con cuộn cảm và là con tụ điện. Thì dựa trên những tính toán mà chúng ta đã coi qua từ những bài trước thì tôi chọn cái con cuộn cảm này là khoảng 2.200 microfarad và con tụ điện này tôi chọn khoảng 100 microfarad. Đây là nguyên cái bộ công suất của chúng ta. Và dưới đây là cái hàm hồi tiếp của chúng ta. Thì cái hàm hồi tiếp của chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất thì chúng ta vẫn cần phải dùng cái hệ điện áp tải bên ngoài và chúng ta chia nó xuống qua một cái cặp điện trở này và đưa vào trong cái bộ IC bơm xung của chúng ta. Thì bên trong bộ bơm xung của chúng ta ở đây đã có một cái điện áp chuẩn là 2.5V. Do đó cái con điện trở R7, R8 này các bạn phải thiết kế cho nó để ra đây được khoảng 2.5V. Và kế đến là cái bộ mạch điều khiển thứ nhì. Mạch điều khiển thứ nhì chính là chúng ta sẽ lấy cái độ dòng xung của chúng ta đi ngang qua con FET. Ở đây là một cái dòng xung và chúng ta sẽ cảm biến nó qua một cái con biến áp xung. Chúng ta sẽ đưa nó qua bên tay này và cái tỷ lệ của nó là 100 vòng ở bên cùng thứ cấp. Trong bên cuồng sơ cấp của chúng ta khoảng chỉ cần một vòng thôi. Do đó cái dòng đi qua bên đây sẽ rất là nhỏ xuống và sau đó thì nó sẽ biến thành một cái điện áp xung để chúng ta có thể đưa vào trong cái mạch BWM bơm xung của chúng ta. Thì từ đây là cái con điện áp đã chúng ta đã chia xuống, nó sẽ được so sánh với lại cái điện dòng xung. Và chính vì vậy nó sẽ tạo ra một cái hệ điều khiển để đóng mở cái chu kỳ hoạt động của chúng ta. Trong bài này thì chúng ta sẽ dùng cái con bơm xung đã được thiết kế sẵn là con UC3845. IC này rất là thông dụng cho các bạn nào dùng trong nguồn xung. Một chút nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết cái mạch điện này thiết kế như thế nào của hãng Texas Instruments. Thì bên trên phần này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái mạch hơi khá phức tạp, là vì chúng ta phải cần cách ly. Lý do mà chúng ta phải cần cách ly là vì cái con cái độ bơm xung mà đi ra từ con IC này nó được
cái điểm chuẩn của nó là so sánh xuống điểm mass của chúng ta. Mà trên đây nếu mà chúng ta muốn đóng mở cái con phết này đó thì chúng ta phải có khoảng trên 7-8V từ cái cực G qua cái cực S này. Do đó không thể nào mà chúng ta đưa cái điểm mà bơm xung ở đây mà đưa thẳng lên vào cái cực G ở trên này, mà chúng ta cần phải một cái mạch điện cách ly. Thì để tạo một cái mạch điện cách ly, các bạn có thể dùng một cái mạch điện có một cái con biến áp để nó tạo ra một cái độ cách ly. Chúng ta chỉ cần một cái con biến áp nhỏ thôi và một con điện trở, cái đến là một cái con tụ điện để tạo ra một cái hệ cách ly. Và đây cũng chỉ là một vài cái con linh kiện đơn giản để các bạn có thể kiểm soát được cái độ dần đưa vào trong cái cực này. Và cái phần cuối cùng ở đây chính là cái mạch làm cho chúng ta lọc sóng. Vì khi cái mạch con phết này nằm trong một cái độ bơm xung thì nó có thể tạo ra những cái độ nhiễu sóng ở tần số cao, do đó cái mạch này có thể làm cho nó lọc được cái độ nhiễu sóng cao đó. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào cái hệ thống phân tích trong cái miền thời gian. Chúng ta sẽ đo ở cái điện áp tải bên ngoài. Chúng ta sẽ coi cái độ bơm xung ngay cái con diode. Và chúng ta sẽ coi cái điện dòng đi ngang qua cái cụm cảm. Các bạn cũng giống như thường lệ đi vào đây và chọn trong cái phần phân tích. Thì chúng ta sẽ dùng phân tích trong miền thời gian và cho nó chạy từ 9 giây cho tới 10 giây. Và chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Đây là cái kết quả của chúng ta đã có được sau khi chạy mô phỏng. Các bạn thấy ở trên đây chính là cái điện dòng đi ngang qua con cụm cảm và cái giá trị của nó là trung bình ra khoảng là 10 ampere với một cái độ gần sóng là từ 9,7 lên tới 10,4 ampere. Và cái hình kế đến ở đây của chúng ta chính là cái điện áp tải ra ngoài. Nó có khoảng chừng 50 Vôn. Ngoài ra nó có một cái độ gần sóng cũng rất là nhỏ, chỉ có khoảng từ 50 tới 50.5 là khoảng 0,5V gần sóng. Và cái phần bên dưới này chính là cái độ bơm xung ngay tại cái con diode này. Nó lên tới gần 300V và nó chạy xuống với một cái độ chu kỳ là 0,17. Bây giờ sau đây thì chúng ta sẽ coi cái phần hệ thống mà hồi tiếp quay ngược trở về đây và chúng ta sẽ so sánh nó với cái chu kỳ hoạt động như thế nào. Thì chúng ta sẽ đo cái điện áp ngay tại cái điểm trở về. Đây là một. Cái đến là chúng ta sẽ đo cái điện dòng xung mà chúng ta đi ngang qua con phết này.
Và cuối cùng là chúng ta sẽ coi cái chu kỳ bơm xung ở bên ngoài của cái con IC3845 này. Bây giờ chúng ta sẽ chia nó ra thành ra từng phần nhỏ để dễ thấy hơn. Thì cũng như các bạn đã thấy, trên đây chính là cái mạch điện áp được đưa trở về và cái giá trị nó khoảng 2.5V. Thì cái hệ thống điện áp này sẽ được đem đi so sánh với lại cái dòng xung của chúng ta đã được cảm biến đưa ngược trở về cái con IC này. Và đây chính là tạo ra được cho chúng ta cái chu kỳ hoạt động mà đã được đưa ra đây, và nó sẽ điều khiển cái con FET đóng mở theo đúng cái chu kỳ mà chúng ta đã tính toán dựa trên cái công thức bên trên. Đến đây là coi như tương đối là chấm dứt cái phần mô phỏng của chúng ta, và các bạn cũng có một cái khái niệm về cái mạch nguồn xung hạ áp và điều khiển dòng là như thế nào. Nguồn xung mà dùng để điều khiển dòng rất là thông dụng cho tất cả các mạch nguồn xung sau này. Bây giờ tôi sẽ đi vào cái mạch điện chi tiết bên trong của cái con 3845. Dưới đây là tài liệu của hãng Texas Instruments. Thì đây là cái sơ đồ của cái mạch điều khiển của con 3845. Chúng ta sẽ đi từ bên trái. Thì đây chính là cái nguồn cung cấp điện áp vào để chạy được cái con này. Trung bình thì chúng ta hay dùng khoảng 12V. Dưới đây là cái chân mask. Và kế đến là một cái con, chúng ta gắn một cái con điện trở và một cái con tụ điện. Con điện trở và con tụ điện này sẽ do chúng ta tự thiết kế để tạo ra được cái độ chu kỳ bơm xung là bao nhiêu. Trong bài chúng ta đã đi qua thì phần đó chúng ta đã thiết kế nó là khoảng 27.000 Hz. Trong tài liệu này họ cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ cách để có thể xác định được cái giá trị của con điện trở này và con tụ điện là như thế nào. Và dưới đây là cái điện áp mà chúng ta chia qua từ một cái bộ điện trở và đưa ngược trở về đây vào một cái mạch khuếch đại op-amp. Và nó sẽ so sánh với cái điểm chuẩn của chúng ta là 2.5V. Được đưa thẳng vào trong cái con khuếch đại op-amp. Và bên đây là cái phần hồi tiếp đi ra ngược ra ngoài để các bạn có thể gắn vào một cái hàm hồi tiếp bậc 2. Hàm hồi tiếp bậc 2 này chính là cái con điện trở và một con tụ điện được kết hợp lại. Và dưới đây là cái chân mà chúng ta dùng cái điện dòng từ trên con FET điện dòng xung và được cảm biến qua đây để vào, và hai sẽ so sánh với lại cái điện áp mà chúng ta đưa ngược trở về đây. Từ đó nó sẽ tạo ra một cái độ bơm xung và sẽ để kiểm soát là được cái chu kỳ mà chúng ta thấy được, và cái chu kỳ này chính là sẽ là cái độ đóng mở cho cái con FET của chúng ta. Đến đây là chấm dứt cái phần video nói về nguồn xung hạ áp và dùng cái hệ điều khiển dòng. Thân chào các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng video này.